Dạ, con xin gửi lời chào bà nha. Dạ, bà cho con hỏi thăm nè. Con được người dân ở đây nè có giới thiệu nói cho con được biết đó, là tại gia đình của mình đó bà, là gặp cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Bà cho con hỏi thăm nè, bà đang gặp cái khó khăn gì? Bà có thể cho con cùng những gì khán giả gần xa được biết không bà? Mà con tôi nó 41 tuổi, nó bệnh ngặt nghèo. Tôi khổ quá, tôi đi bán vé số, rồi tôi té bể cái đầu, sưng cái tay, sưng hai cái tay, rồi sưng cái giò nữa. Sưng cái tay đó mà. Dạ. Tôi đặng nuôi con. Chàng ơi. Thằng con có ba đứa con mà nó bệnh ngặt nghèo, vợ bỏ, còn lại ba đứa con, rồi nó không có tiền. Tôi phải đi kiếm tiền, tôi bán vé số kiếm tiền nuôi con, nuôi mấy cháu tôi, cho tới ngày chừng nào tới đâu thì hay tới đó. Tôi bây giờ tôi không biết gì hết. Dạ, bà cho con hỏi thăm nè, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 85 tuổi. Rồi bà năm nay 85 tuổi rồi mà phải lặn lội đi bán vé số mỗi ngày. Dạ. Để lo cho người con trai mình thôi bà. Con trai nó bệnh 2 năm rồi, nó không có mặt gì được, có tiền hết. Rồi còn ba đứa con, rồi vợ nó bỏ nữa, nó không có làm gì được, có tiền hết. Thì mẹ không thể nào bỏ con được. Thế phải lo rồi. Bà cho con hỏi thăm nè, mỗi lần mà bà đi ngang nó giống như là đi qua đi lại đó bà, rồi bà nhìn thấy cảnh con trai bà nằm như vậy nè, rồi đang giống như là cố gắng chịu đựng nén những cái cơn đau đó bà, rồi lúc đó là bà đi ngang bà nhìn thấy rồi cảm giác của bà như thế nào bà? Khổ dữ lắm, tôi khổ dữ lắm mà tôi không biết làm sao. Gác đi lượng gạo tới đâu hay tới đó, thấy con tôi không biết gì hết. Tôi mà chết trước rồi thì con tôi làm sao thì tôi không biết. Trước mặt mà thấy con vậy là không thể nào chịu nổi. Khổ dữ lắm mấy bà con ơi, mà không biết than gian với ai giờ. Cô bác bà con cháu có ủng hộ mà hỗ trợ thì mang ơn nhiều dữ lắm, giờ không biết nói gì hết. Bà cho con hỏi thăm nè, mỗi một ngày như vậy á, là con trai bà thì con thấy là căng cứng hết trơn rồi, rồi đâu có đi tới đi lui được đâu, rồi như vậy rồi vợ ảnh đâu bà? Vợ bỏ, kêu năn nỉ, kêu nó về đây, lo đi, rồi nó không còn bao lâu nữa nó chết. Vợ nó phân phân, nó không về đâu. Về nhà bực bội dữ lắm, muốn đi đâu cũng khó. Để ở ngoài á, ra ngoài muốn đi đâu, chừng nào đi, chừng nào về, không ai nói gì hết, quyết định không về. Rồi tôi có nói gì, tôi nói nếu mà giờ này má năn nỉ con, làm sao ỉa đái, làm sao mà mẹ con hay là chị em đâu có bằng tình vợ với chồng. Con lo con một thời gian này đi, thì thấy chồng con không còn bao lâu nữa. Mà nếu con dứt khoát con không về, thì bắt đầu từ đây sắp lên tới ngày mà nó nhắm mắt thì không cho con vô nhà. Rồi vô qua về là không cho vô, chứ còn về làm gì nữa. Giữa lúc nó đau nè, đang nghỉ cầu cận, đang nghỉ lên nghỉ xuống mấy lần rồi mà dứt khoát là không gì vậy. Là bà năn nỉ hết lòng mình luôn á. Nói cái gì vậy má làm được, má gắng lo hết cho con. Má lo hết cho con cứ về đây, đặng con hữu hỷ với chồng con. Khi ốm đau như vậy, dứt khoát nó không gì vậy. Mới sai con đi vảnh hai bữa, đồ hư sai con đi qua mẹ. Ngày hôm qua nó
trả lời nó nói mẹ nói không gì là bà cho con hỏi thăm nè, bà năn nỉ con dâu mình bao nhiêu lần rồi bà? Cũng 2-3 lần rồi á, năn nỉ 2-3 lần rồi á. Một lần á đi ít bữa đâu chừng nửa tháng mà bữa gì qua đó vậy kêu nỉ thôi con về đây thôi không gì á. À, con chịu hết nổi rồi, con chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi, giờ dứt khoát không gì rồi. Trời ơi, là nói với bà như vậy ra múa tay múa chân nói nè má qua má kêu con về mà con về thì con về mà con về thì thôi chứ con nói gì không gì nói đâu gì. Là múa tay múa chân rồi nói nặng với bà luôn hả? Không gì đâu, chứ phải là không gì đâu. Nhưng mà trong khi đó bà cũng khá là lớn tuổi rồi, mà bà còn lại là mẹ chồng nữa, bà đã hạ nước nhỏ xuống rồi, đi qua tới nhà của con dâu, năn nỉ con dâu về chăm sóc lo lắng cho chồng con, mà con dâu này lại nở lòng nào đối xử với bà như gì nữa bà? Giờ tôi cũng biết gì năn nỉ con nó dữ vậy, mà vợ chồng nó gầy lộn rồi nó thôi, đó con này lớn còn biết chú hỏi coi. Không khi nào người mẹ này mà chửi con dâu hay là mắng con dâu một tiếng, không, không có. Năn nỉ không à, tại vì mình nghĩ đi, vợ chồng nó cũng còn mấy nhỏ. Dù thằng này có nhắm mắt xuống đi nữa, nó cũng lo cho con được. Chứ già như tôi đâu còn sống được lo cho cháu. Bà sợ hả bà? Sợ như vậy đó. Mãi hạ mình xuống năn nỉ con. Bây giờ gửi mà chồng con có chết thì con cũng có nhà ở đồ này kia cái nọ lo cho con. Chứ như tôi đâu còn sống bao lâu nữa đâu, tôi lo cho cháu. Phải hạ mình xuống năn nỉ con dâu, ăn cho nó gì à. Trước nữa nó lo cho chồng nó, trước sau là nó lo cho mấy cái nhỏ là cháu. Đó, nó dứt khoát là nó không gì à. Không gì à. Con cũng không nghĩ rằng một cô con dâu mà nở lòng nào lại đối xử giống như là với mẹ chồng mình như vậy, giống như là cạn cần cạn nghĩa luôn rồi hả ba ha. Nhưng mà đối với mẹ chồng như tôi mô thật không, con mà đi bán nó ở nhà nó đi bán rau cải chú. Nhưng mà bữa mẹ mẹ tôi con xin chăm mẹ con hết tiền rồi mẹ mất 100 chỗ đi bán giấy số mà mất 100 chỗ bao nhiêu người 4-5 bữa 5-7 bữa mẹ mẹ con xin 200 mẹ cũng ráng mất 200 cho con dâu không khi nào nói một tiếng mà dâu cũng nó cũng đành nợ vô rồi đó. Không khi nào nói con dâu một tiếng con nghiệp bà với gì bà. Rồi bà cho con hỏi thăm nè, anh là con trai của bà đó bị như vậy nè, rồi bà chăm sóc dễ không bà? Đâu có chăm sóc gì, tự làm anh chứ tôi đâu có vô làm được gì. Như giờ tôi mặc quần mặc áo tôi giặt thòn không rồi nữa, đâu có chăm sóc cho ai được. Mới hạ mình ăn nỉ con dâu rồi ấy còn qua lại mấy chị mấy em nó đồ chạy tới chạy lui cũng lo cho nó cái bề ngoài không chứ đâu cũng không đâu thì đâu được luôn. Nhưng mà anh bị như vậy rồi anh đâu có đi đúng gì được đâu mà nấu cơm nấu nước gì nữa mà cơm nước gì tôi nấu là bà nấu nấu sẵn cho bà. Còn giặt giũ có bữa chị nó gì giặt giùm, có bữa nó mò mò nó giặt hên nữa. Nhưng mà cái bụng này con nghĩ là chắc ngồi không nổi đâu. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm nè, hiện tại bây giờ trong cơ thể anh như thế nào rồi? Nhưng mà lâu cái bụng nó hơi quặn quặn, đau đau. Mà nó càng ngày càng bự hoài hả anh? Bự thì nó cũng nghĩ đó nữa nè. Anh mình ốm rồi đâu bự nữa. Rồi anh cho em hỏi thăm nè, như vậy anh ngồi đâu được hả? Ngồi được chứ cũng đỡ vài phút. Là đứng lên liền. Thôi nó hồi cái nặng bụng. Rồi hồi nãy giờ em nghe mẹ của anh là bà nè nói về con dâu của mình đó, anh cho hỏi thăm nè, sao anh không năn nỉ vợ anh về để chăm sóc cho anh, để giống như là để mẹ làm những cái công việc này thì tội chết. Nói chung là có kêu về đó, rồi vợ nó kêu về, có
gặp mẹ thái tượng nó bán rau mà đi ra vô nhà bả tôi nó vô vô bà vợ dắt dao chém á, dắt dao chém nó lần nói ngay lúc đó thì cũng còn mạnh cũng thôi uống chút rượu rồi mới đi cũng nghe là hàng á, bà vợ dắt dao chém á chàng ơi. Anh không dám vô nhà vợ anh luôn hả anh? Rồi giờ đâu dám qua. Công nghiệp anh với chị. Anh cho mỗi thăm nè. Khi mà vợ anh bỏ anh á là vợ anh phát hiện ra anh bị căn bệnh quát này chưa? Biết rồi. Bệnh bự rồi. Là biết rồi ha. Biết rồi. Biết rồi là bắt đầu là bỏ anh luôn. Biết rồi. Anh cho mỗi thăm nè. Mỗi ngày á, anh thấy mẹ mình á phải lặn lội đi bán từng tờ giấy số á, kiếm từng ngàn về còn phải chăm lo cho mình rồi còn phải chăm lo cho cháu nội nữa. Anh cho mỗi thân là cái lúc đó anh cảm thấy như thế nào anh? Tuần này cũng đâu do má thì bán đâu, rồi bán không có tiền nuôi nốt cái cháu bà, rồi bán gì bán thôi. Ngay trời mưa bão đó, bán cái chợ cái té rồi bán đầu nhập viện. Bà té hả bà? Rồi lúc đó có ai giúp bà không? Có cháu cũng lu bu làm thùng thùng đồ bán lần trước rồi thấy cũng hai ba người này ở ngoài lộ mới đi vô nhà mà không biết té nào mà tới giờ không biết té nào. Là hồi nãy bà đưa con xem cái tay, thưa quý khán giả, một bà lão năm nay là 80 mấy tuổi rồi quý khán giả, nhưng mà còn phải lặn lội đi bán vé số để kiếm tiền lo cho người con trai đang bệnh giống như là bị gan, cũng như là không có làm được nữa, không có làm công việc được nữa. Nhưng mà mình nên bà lội là bữa đó trời mưa hay sao mà bà cá như vậy bà? Trời mưa. Trời ơi. Rồi bà cho con hỏi thăm nè. Mỗi một ngày như vậy là bà lặn lội đi bán, bà kiếm được khoảng bao nhiêu? Trăm ngàn nha. Rồi bà lo ăn uống trong nhà là bao nhiêu? Ăn uống ở trong nhà cũng trăm hơn trăm rồi à. Ngày nào thì đắp đổi ngày nấy vậy hả? Tại vì đồ ăn, đồ uống rồi mấy nhỏ đi học nữa. Rồi phải cho tiền nó cho đứa 10.000, 5.000. Rồi mấy nhỏ đi học nè. Tại vì ăn đồ ăn rồi này kia nọ. Là cả cuộc đời của bà khổ vì con rồi. Rồi bây giờ còn bà tiếp tục lo lắng cho cháu mình nữa. Còn bà cho con hỏi thăm nè, thì ngay trong ngày hôm nay nè, con đến đây quay phim về hoàn cảnh của con bà nè, con trai bà đó, cùng với bà nè, thì con nghĩ rằng con dâu của bà cũng sẽ xem được cái video này. Rồi bà có lời gì muốn nhắn gửi đến con dâu không? Không nói nữa. Sao vậy mà? Nói nhiều quá rồi. Nói năng nỉ nó nói với nó nhiều quá rồi thôi không nói gì nữa. Nói nó nhiều quá rồi. Nói là cận tình cận nghĩa. Nói con về bển, nói bà nội kêu mẹ về đây ở cỡ này sắp lên là không có đi bán gì hết, ở nhà lo cho cha con. Còn cái gì á, con có thiếu nợ chút đỉnh bà nội lo cho. Mà nó không gì thì thôi, chứ bây giờ còn lời nào nói nữa. Là bà chấp nhận bà đi kiếm tiền. Chấp nhận đi kiếm tiền. Tại vì thí dụ nó ỉa hay là nó đái, ỉa chay đái dầm thì vợ chồng nó lo được. Nhưng tôi bây giờ tôi đâu có lo gì được đâu. Nói gì nó lo đi. Tôi đi kiếm tiền về lắp cho nó. Mà nó chỉ không thôi, giờ cũng còn lời lẽ gì nói cho nó. Nhưng mà bà cho con thân là bà đi gì là mệt không bà? Mệt. Nhất thân gì bà? Vì nhất giờ thì nó mấy nhất giờ tối hai cẳng giọt bẻ. Giọt bẻ một cái
mà chiều á tha dầu rồi bóp dữ lắm đó nha. Ừ. Bóp ấy dữ lắm mà có đêm giật đẻ là khỏi ngủ luôn, té lại. Người bà cho con hỏi thăm nè, con thấy hai đứa cháu nội của bà đó thì cũng lớn rồi, sao bà học cho hai cháu nó bán tiếp để tiếp cho bà cả mình? Nó không được bán, nó không dám mời ra, nó không dám, thấy ta thở chắc. Ừ. Vậy lại với hai nữa, nó còn đang đi học, nó còn đang đi học nè. Với số giờ khó lấy gì đó, chứ không phải như mỗi lần mà muốn lấy tiền chưa thì khó đâu. Thí dụ lấy bao nhiêu đó là bao nhiêu, mà mình bán không hết là mình ôm đó, chứ mình trả nó không cho mình trả. Hai nữa nó giao giấy số cho mình bán không có đủ đâu, bị gì giấy số nó không cho trả đó. Rồi nó cũng đâu có giao nhiều cho mình. Bây giờ đã 85 tuổi rồi nhưng mà bà còn phải lặn lội bán giấy số á. Nhưng mà đến một ngày nào đó bà lội không được nữa thì bà làm gì để nuôi con bà? Chừng đó tính ra giờ hết biết rồi. Không, con thí dụ thôi. Tới đâu thì hay. Ví dụ như đó. Bà nhức chân quá, bà đi hết nổi rồi. Rồi đấy, bà định làm gì để nuôi con bà? Tới đó đi lượm da chai. Nhưng mà đi hết nổi rồi. Có biết làm gì giờ. Ở nhà tới đâu hay đó, bây giờ không biết làm gì tới đâu hay đó, giờ hết biết. Bà có tính tới cái đường là mà ra ngoài đường mà ngồi mà xin luôn không? Không, chuyện đó thì không có xin người. Cô bác con cháu nó thấy đi ngang, nó thấy nó kêu nó cho à. Ừ. Không cho rồi thôi, chứ cái xin là không xin rồi. Tại vì mình cũng có con, cũng ừ, thằng này rồi còn hai ba đứa nữa, rồi mình làm gì thì cũng nghiệp, tự nghiệp cho con, chết thì ráng chịu, chứ ra ngoài đường ngồi xin là không có xin, thà là lát lát đi lượm giấy chai đâu quá. Có khi nào bà nhìn thấy con mình nằm như vậy nè, con trai bà đó, rồi bà bật khóc không mà? Khóc hoài gì? Bà kể lại cho con nghe coi bữa đó sao bà khóc vậy? Mà thấy con nó mửa ra máu quá trời quá đất rồi, không biết làm gì, còn khóc nó mửa ra máu thiệt á, mới đưa đi viện viện mới đâu cũng hơn tuần gì mới gì á. Mửa gần đống máu, đống máu ngồi khóc, khóc hoài như vậy. Rồi giờ khóc mà giờ lo cho mấy chị mấy anh mấy cháu nó gì lại không trả đi bệnh viện chứ bà đi đâu có nổi đâu. Không có làm gì nổi được. Rồi lúc đó là anh đi bệnh viện là bà ở nhà chắc đứng ngoài không yên đó. Ngồi đâu yên đó. Đói luôn. Vẫn thay phiên. Anh chị em nó đổi ca thay phiên, nó cũng làm trong công ty á. Nó đổi ca thay phiên, đứa thì bằng ngày, đứa thì bằng đêm. Giao vậy đó, thấy cả đứa chồng nó vô được. Vô, nổi thì vô mà té cũng chết. Có nghĩa là còn anh chị nhưng mà mạnh ai mới lo. Đứa nào cũng khổ. Chứ không có dư. Đứa nào nó cũng khổ chứ không có đứa nào có dư. Thành ra mạnh ai mới lo vậy thôi. Đứa nào cũng thiếu hụt hết. Nhưng mà tới chuyện thì có thể tiếp nhau được. Cũng tiếp chút đỉnh. Cũng tiếp chút đỉnh. Anh cho em hỏi thăm nha. Hiện tại bây giờ đó, em thấy anh giống như là làm như vậy đó, rồi mẹ già phải chăm lo cho anh đó. Hiện tại bây giờ nếu mà có một điều ước đó, thì anh ước mong điều gì nhé? Ước là cho má mạnh khỏe rồi, trăm tuổi. Anh ước cho mẹ anh mạnh khỏe tới trăm tuổi hả? À. Rồi sao anh đang bệnh như vậy nè, rồi anh không ước cho bản thân anh mà anh ước cho mẹ anh không nha? Mình biết trong cái sức của mình có đâu rồi. Không có hỏi gì thì đâu, thiệt gì đó. Là anh biết trước cái số phận mình rồi. Bây giờ anh không ước mong gì hết trơn. Anh chỉ cầu mong cho mẹ anh có trăm tuổi già thôi. Rồi như vậy rồi con anh thì sao anh? Không biết nói gì hết, hồi nào giờ không biết nói gì hết. Thiệt gì đó.
ảnh bệnh gì mà ảnh không lo, ảnh chỉ lo cho bà thôi. Bởi vì ấy thì khóc mà chứ không nói gì hết, trả lời gì hết. Mấy người ta mà nói này nó kia rồi thì chơi bời nó đây đó. Con không ngờ giống như là anh đã giống như là như vậy rồi mà anh chỉ mong ước là được cho bà có sức khỏe với trăm tuổi già thôi. Chàng ơi, một người con cũng như khán giả dành tất cả những cái gì tốt đẹp nhất gửi chọn cho mẹ của mình, quý vị khán giả ơi. Nhưng mà chẳng may anh gặp phải một cái căn bệnh quái ác đó quý vị khán giả. Và cũng từ đó thì vợ anh bỏ đi quý vị khán giả ơi. Cái này con bà cho con hỏi thiệt nha. Con dâu bà đối xử với con trai là như vậy đó là gì? Buồn chứ, buồn chứ, nhưng mà vợ chồng mà ai mà khỏi gầy, làm gì cũng phải gầy gà hết á. Mà mỗi lần á thì nó gầy một chút, nó gầy một chút đó à. Rồi đi ra hồi giờ thấy giận gì vậy. Rồi có một mấy lần trước á thì thấy gầy thằng này đuổi. Không đâu, tao không có đi, tao nhất định nó ở đây rồi, nó không có đi. Không đâu, để nó ở đây rồi, mày đuổi gì đuổi đi. Mày đi, tao không có đi. Là nó nói vậy là nó không đi thiệt. Rồi lần này đâu mà thấy cũng không có gậy gì. Cũng có vậy. Buồn dữ lắm á. Bà cho con hỏi thăm nha. Hồi nãy con có hỏi anh á, là nếu mà có được một điều ước á, thì anh sẽ ước điều gì thì anh cũng ước rồi đó. Và bây giờ con hỏi thăm bà nha. Nếu như bà có một điều ước thì bà ước điều gì? Tôi ước mẹ, mẹ yêu cầu mẹ sao mà tôi có được số tiền mà rồi tôi cũng thiếu thốn ra chút định. Tôi trả cho người ta để tôi lo cho mấy cháu tôi nó ăn học đàng hoàng thì tôi mừng dữ lắm. Chứ giờ không biết ước gì giờ nói. Thì lo cho con rồi bây giờ ước là lo cho cháu. Dạ, lo cho cháu tôi mà nó ăn học nó khôn lớn là mừng dữ lắm. Chứ giờ cha nó làm vậy rồi nó không biết đi học nổi không. Bây giờ gần nhập học rồi mà chưa biết đi học nổi không. Sao vậy mà? Vì không có tiền. À, xe cũng đi học thì trường học xa, xe cũng không có. Rồi quần áo mặc đi học cũng không có, tắm những thứ rồi cũng không có tại vì gần nhập học rồi còn tận hai tuần nữa nhập học rồi mà chưa biết lo lại thôi rồi phải mà tôi không có té gì đó thì tôi đi bán vé số cũng được lo cho cháu mà tôi té gì rồi phải chịu giờ phải chịu nó không còn nói gì hết tôi nói cháu rồi hôm nay giờ phải chịu bà cũng đâu có mần gì có tiền có đi bán với số thì ngày kiếm chút á còn không đi được thì ở nhà. Bà cho con hỏi thăm có khi nào mà bà chắc ông trời á là sao mà ác với con nào á không? Trời không phải số phận mình trời sắp đặt ở đâu cũng sẵn đó rồi nó ổng sắp làm sao mình thấy chịu vậy thôi. Chứ chắc ông trời cũng đâu biết gì. Tại phần số mình thấy như vậy rồi thì mình phải chịu thôi. Là chấp nhận số phận luôn. Chấp nhận số phận chứ không đâu được. Số phận mình nó dữ rồi, phải chịu thôi. Mà tôi cũng nói thăm nè. Hồi nãy bây giờ nó vào đây thăm bà nè. Nhưng mà con không thấy ông á. Rồi ông đâu rồi? Ông mất năm nay hai hai mấy năm. Dạ, hai mấy năm rồi. Rồi bà ở vậy nuôi con luôn? Ở với con. Ổng mất hồi tôi 61 tuổi, mà năm nay là 85 tuổi. Mất 24 năm. Nhiêu nhà rồi? 25 không? Để em trao tiền cái rồi em kêu bé.